Ok luôn, hiện tại shop update mới các bạn đó là quay ẹt và thú nhiên, trời hơi bị ngon. Thì để lại các bạn ra cái ẹt gọi là cực kỳ đục chịu á, là hơi bị cao lên 70k một ẹt nha các bạn, thú nhiên nha. Thì ok, và shop cũng có cày thôi và mua robot nhá. Đây shop cày game giá rẻ chấm com, các bạn hãy ghé tới. Và nếu 1 đến 7 ngày mà không có ẹt hay là không có robot thì EB mình sẽ EB cho shop nha. Ok, bye bye. Ê, let's go video thôi nào, quên. Ok anh em ơi, và hiện tại các bạn đã biết cái sự lợi hại của cũng như là tất cả class đúng không? Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ tất cả kinh nghiệm của mình từ level 1 lên level 15 luôn nha. Ok, thì kinh nghiệm thứ nhất của mình là các bạn để dành spin. Chúng ta nên chọn một cái class nào đó gọi là các bạn dễ tầm chơi. Thì mình khuyên các bạn muốn gọi là tránh né việc solo boss mà mất máu quá nhiều. Đó là các bạn lựa chọn thứ nhất là Metabot, thứ hai là Dark Esper và Esper, thứ ba đó chính là nói chung là những cái class bay á đó, thì các bạn để dành. Rồi và class thứ hai thì các bạn muốn khô máu boss, muốn giết boss nhanh á, thì các bạn sử dụng là một thứ nhất là Angel, chỉ có ăn sale thôi, đúng rồi, chỉ có ăn sale là quýnh được Watchdog nữa, đúng rồi, Watchdog đấy. Đó là những class gọi là quýnh boss cũng khá là nhanh, nhưng mà cái độ khô máu nó khá là cao đó, mức gì có đó các bạn, nên các bạn đừng gọi là nản lòng nhá. Thì đó thì các bạn cứ tập trung cho việc farm thôi. Thì farm thứ nhất đó, các bạn chỉ cần gọi là DSP này đó, thì mình sẽ gọi là giúp các bạn hết lại cái farm nha. Đây thì cái việc thứ nhất á, các bạn muốn gọi là farm mà heo dòng lập á, mà không bị lộn á, bị lộn bởi dòng lập thứ nhất và dòng lập thứ hai á, thì mình sẽ chỉ đó nha. Thì thứ nhất là các bạn sẽ các bạn sẽ quýnh được con 20 hết, thì đúng không, đúng chưa, cái quậy quýnh được con 20 hết này, và các bạn sẽ chuyển qua con xe, nói chung là con xe monster, để con clip của con xe á các bạn. Đấy, that's the wrong number. Ngon, cũng được lại từ đầu thôi. Rồi thì các bạn chứ đây, các bạn quýnh những con xe nè, đó là các bạn quýnh được 20 minutes, chứ các bạn quýnh được hammer hết xong là các bạn quýnh được con xe này, đúng chưa. Sau đó lúc tiếp theo và sau đó chứ nhầm, và sau đó các bạn quýnh được xe king đúng không, là con 75k máu và xe 10k máu, và các bạn sẽ quýnh được con ninja. Thì cỡ bao nhiêu cái số trên sen á là các bạn quýnh được ninja trong cái dòng lập á, thì các bạn sẽ kết hợp cái dòng lập kia, là các bạn sẽ bật hai video lên bạn coi sẽ dễ hơn nha. Đây thì khi các bạn quýnh được ninja và xe king và xe monster đấy, các bạn sẽ vào dòng lập với ba con này hoài luôn, nên cho đến khi các bạn thấy quýnh con ninja gọi là quá dễ, các bạn có thể quýnh được 3 hit là 200k máu đi đó, thì các bạn sẽ quýnh được con mũi. Đây mũi bên đây nha các bạn, đây mũi bên đây nha, đó thì các bạn sẽ tập trung là quýnh mũi xe king và sonic, mũi xe king và sonic. Đó là việc bệnh một của mình đó. Tiếp tục là các bạn sẽ quýnh được con mũi xong đúng không, quýnh dễ dàng rồi đúng không, các bạn sẽ quýnh được phonix. Thì khúc này sẽ khác nha, các bạn sẽ quýnh được phonix, mũi xe king và sonic. Đấy các bạn cứ nhảy hoài luôn là auto các bạn gọi là lên level đùng luôn. Đấy rồi, và sau đó tiếp theo á, các bạn sẽ quýnh được phonix đúng không, quýnh phonix khá dễ dàng rồi, là các bạn sẽ quýnh được con Kabuto. Thì các bạn sẽ farm dòng lập thế này, thì khi các bạn farm được con phonix đi thì các bạn sẽ quýnh được con Kabuto. Thì Kabuto các bạn sẽ quýnh được con mũi đúng không, chính xác chưa, các bạn nghĩ ra điều gì chưa, đó chính là dòng lập. Các bạn thấy đơn giản không, chỉ cần quýnh được con boss mạnh nhất của dòng lập đó thôi thì các bạn sẽ quýnh được hai con boss phụ còn lại. Thì các bạn có thể donate thêm là Sea King với Sonic nếu các bạn muốn. Thì mình bảo rồi, game này sáng tạo là nhiều, chứ các bạn không cần farm dòng lọc giống như mình. Các bạn cảm thấy cách nào nhanh thì các bạn cứ cày. Mình gọi là không có gì hết. Ủa cái này gì đây? What the hell?
4 người ăn hiếp một người kìa. Ơ kìa. Không sao không sao, kệ đi. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục nha. Đấy, thì sau khi các bạn có phân Kabuto được rồi thì các bạn quýt được con Spike. Spike được rồi thì Spike Kabuto Phonix, Spike Kabuto Phonix mũi. Đó, vậy thôi. Sau khi các bạn quýt được Spike thì mình sẽ quýt được Boros. Thì Boros là tiếp tục vòng lập Boros, Spike, mũi, Phonix, Kabuto. Đấy, tiếp tục như vậy thì các bạn có xuống được Saitama. Thì Saitama, Boros, Kabuto, Spike, mũi, Phonix, gọi lại Boros tiếp. Vậy thôi. Rồi quấn được Saitama thì tới Psychos. Psychos thì là dòng lập khác. Khi các bạn solo được Psychos, các bạn sẽ đi chuyển server, chứ không phải dòng lập cũ đâu. Đây thì các bạn quấn được Psychos đúng không, các bạn sẽ quấn Saitama xong rồi lại con Boros. Rồi out ra server vô lại Psychos, Saitama, Boros. Out server vô lại Psychos, Saitama, Boros là xong. Thì sau khi các bạn lên sở trang nhất định, quýnh được 1 tỷ là các bạn sẽ bỏ dứt con Boros luôn. Các bạn xuống con Saitama, Psychos và con 1 tỷ. Quýnh 1 tỷ là lên 3 tỷ. Lên 3 tỷ các bạn thì bỏ dứt con Saitama, các bạn sẽ quýnh được 3 tỷ, 1 tỷ và Psychos. 1 tỷ, 3 tỷ và Psychos. Được chưa? Là cấp cuối cùng là các bạn quýnh được con 7 tỷ luôn, solo luôn. Nhưng mà lâu thì kệ nó, các bạn sẽ quýnh được 1, 3, 7 là xong. Là chỉ bỏ con Psychos luôn, chỉ bạn chỉ quýnh được 1 tỷ, 3 tỷ, 7 tỷ là các bạn lên level max. Rồi, thì sau khi các bạn lại quanh hết được con 7 tỷ là các bạn chỉ cần chuyển server và đập đó thôi, không cần phải giết 1, 3, 7 tỷ như lúc đầu. Các bạn thấy đơn giản chưa? Còn về Lyric thì lúc đầu mình rebirth 1, phải từng rebirth nha. Lyric rebirth 1 tới rebirth 3 nên dùng là E4 chứ, nên dùng là Ironize và Kenko và Dixon Cardbone Đồ và Dinza Grab. Đấy, và rebirth 5 trở đi các bạn có quyền xài được Stinger, Dark Cross và Ironize, chỉ ba cái đó thôi là các bạn có thể xài được. Còn chứ cái mấy cái kia thì các bạn bỏ hết, tại vì mình năm á là các bạn sẽ farm vượt cấp nha, solo boss vượt cấp. Ok, và đó là toàn bộ của ngày hôm nay. Thì mình đã chia sẻ kinh nghiệm cho các bạn từ rebirth 1 đến 15. Thì từ rebirth 5 cho đi các bạn sẽ farm tùy vào cuộc farm các bạn. Một là các bạn farm dập lập, hai là các bạn nhờ các bạn khác trợ giúp. Là cái trợ giúp đó là sẽ tiết kiệm cho bạn khoảng 15 đến 20 phút để các bạn lên đủ legend. Đấy là toàn bộ ngày hôm nay. Và cảm ơn các bạn đã đón xem nha. Thì các bạn theo dõi ngày mai. Ngày mai có khi sẽ lướt xem một cái gì đó, và các bạn sẽ được nhận thưởng cái gì đó khác lạ hơn nha. Ok, bye bye.